Theo mình có một cuộc khảo sát thì các bạn hôm nay sẽ một cuộc khảo sát là chúng ta có nên chụp ảnh kỷ yếu hay không? Chụp ảnh kỷ yếu có tốn kém, chúng ta có nên chụp hay không? Hôm nay mình sẽ đi hỏi các bạn trung học phổ thông Mỹ Hào. Thì theo em là cái chụp ảnh kỷ yếu nó có nên hay không? Theo em thì chụp ảnh kỷ yếu nó cũng nên ạ. Nó sẽ lưu giữ lại khoảnh khắc của mình ạ. Thế cho anh hỏi một chút, nếu mà bây giờ chụp mà tốn kém, ví dụ tốn kém quá mà nó xa xỉ quá, theo em có nên không? Đấy là ý kiến của em trả lời. Em nghĩ là cũng nên ạ. Bởi vì mình cuối cấp rồi mà anh. Chụp ảnh kỷ yếu em có muốn rủ người yêu mình đi chụp ảnh kỷ yếu không? Thứ nhất thì chụp ảnh kỷ yếu thì chụp cùng lớp chứ anh. Có chụp được khác lớp đâu. Có chụp được khác lớp mà, nhưng mà em có mời người yêu đi chụp kỷ yếu không? Em nghĩ là chắc là không nên mời đâu ạ. Tại sao? Tại vì lớp mình chụp mà mời một bạn khác đến thì nó cũng hơi ấy. Rồi hôm nay anh xin cảm ơn em vì cái chia sẻ. Chào em. Nhìn nhau cười. Rồi ok đấy, như thế rồi. Cao cong lên luôn em ơi.